Chào các bạn, nay Jonathan đập hộp một mẫu quần jean, cái thiết kế kiểu basic nha. Sản phẩm của Jonathan thì luôn full box đầy đủ như này nha các bạn, có hộp túi giấy đầy đủ này. Cảm ơn các bạn đã mua hàng này. Đấy, mẫu này thì thiết kế khá là đơn giản, basic, màu xanh, xanh. Đây thì là mặt sau này, thì có nhãn thành nhãn size này, mác da thật 100% này, và cái mác dệt thương hiệu Jonathan này. Mình sẽ lật mặt trước ra nha. Ở đây thì mình quay bằng điện thoại và trên ánh điện, cho nên các bạn nhìn đôi lúc những cái phần này nó sẽ bị hơi lóa một xíu, nhưng ở ngoài thì nó sẽ đẹp hơn. Và nếu mà thật màu nhất thì là mình có ảnh, có chụp ảnh thì màu nó sẽ lên đều hơn và đúng hơn. Tại vì ảnh thì mình cũng chụp nhưng nó sẽ thật hơn nha. Đấy. Mẫu này thiết kế thì là thiết kế theo kiểu đơn giản, không có rách, không có cào xước. Màu xanh. Đấy, xanh này thì là xanh khá là basic. Đấy. Form của mã này thì là form slim fit nha các bạn. Ống quần ở đây thì ống size 31, đây thì từ tầm khoảng 16.5 đến 17. Cho nên mặc là cũng rất là thoải mái, nó không ôm như cái form skinny là ôm đâu, mà form này là form ok nha. Đấy, chất liệu vải, nếu bạn nào đã mặc quần jean nhiều thì các bạn sờ cái chất liệu vải ở đây thì các bạn biết là cái chất liệu nó như thế nào. Mình cũng khẳng định luôn là vải này là vải jean xịn nha. Các bạn đừng bao giờ so sánh với cái hàng này với cái hàng các bạn mua ở chợ hoặc như nào đấy, thì hai cái là đẳng cấp nó hoàn toàn khác nhau nha các bạn. Đấy, khi mà các bạn mặc nhiều, các bạn sờ chất liệu thì các bạn sẽ biết là cái hàng này ở đâu. Đấy, đây là mặt trước này. Với thiết kế như này thì các bạn có thể mặc đi làm thì là đương nhiên rồi. Mẫu này là mẫu mặc đi làm rất là ok, và mặc đi chơi cũng được. Đấy, đây là mặt sau này. Mặt sau. Đấy, mặt sau thì là có những cái điểm nhấn như là cái mác, cái mác dệt này. Và đây thì là miếng da thật thì mình đã giới thiệu rồi. Miếng da thật 100% mẫu mới nhất 2021 này, 2021. Đấy. Size thì mình có size từ 28 cho đến 36 nha. Tức là những bạn gầy là từ khoảng bạn 50 cân thì vẫn mặc được. Và những bạn mà hơi mập thì là tầm 90 thì cũng có size cho các bạn nha. Đấy, chất liệu thì rất ok. Hàng thì có sẵn ở shop và full box như này. Các bạn mua hàng ở xa thì mình sẽ ship đến tận nơi, nhận hàng rồi mới thanh toán. Đấy, rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip của shop.